bài cậu ô đây, chơi gì thì chơi đi. Chơi nhiêu chơi nhiêu. Được. Ừ. Gà bao nhiêu? 2 triệu. 2 triệu em ơi. 2 triệu sợ gì? Ừ, của em máu đấy, 2 triệu có em được tí tiền để đánh cò gỗ mổ cò thật với bọn anh à? Anh phải lo nhỉ? Hết tiền anh nào bơm em sẵn sàng đêm nay chiến đấu luôn với các anh lo gì? Thử như nào? Tức là em hết tiền này em gọi ngân hàng để bơm đúng không? Hay là bọn anh bơm luôn? Bọn anh bơm luôn cho em. Ok, thế bơm luôn rồi em ở lại, nếu như mà em không có tiền giải sao? Thì sẵn sàng chiến đấu luôn với các anh tối nay lo gì? Được rồi, ok. Bố em nói thế được đấy. Bố cái đi. Bố đi. Rồi, chia đi. Lên thế to to nào. Biết đâu bất ngờ hôm nay lại được chiến đấu cùng với em. Ấy xa. Như chị đi đi. Đánh đẹp. Đánh đi. Thôi. Để anh cân 2 triệu. Xong rồi, bỏ rồi. Sáu nước ăn nấu rồi. Đã thua hả? Cũng phải đánh như sao? Thì có người thua người thắng chứ. Đúng rồi. Đánh người kia thua. Đẹp trước đỏ sau sợ gì? Ừ. Đỏ gà hết đi, cho gà thôi. Em là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Chắc phải cả mấy. 10. 10 em nhiều tuổi rồi nhỉ? Sinh gái thế nhỉ? Sinh gái? Sinh gái liên quan gì đến ông? Sinh gái thì ngồi đây. Chưa đi. Đây. Chưa thì chưa. Mỗi nhà mỗi môn. Mô nào to thì ăn. Cái có làm gì không? 2 triệu bước vào. 2 triệu nhá. Ok. 2 triệu bài đến thế. À, chưa đánh đã bỏ rồi, từ từ tôi đánh đâu không đã bỏ rồi. Tôi đánh đã, không nước bài đánh rơi. Đánh 2 triệu. 2 triệu đúng không? Đủ 2. Bằng anh. Từ từ anh đánh đâu? Anh đánh đâu? Nhà kia bỏ sớm thì em mới tưởng ấy. Đủ 2 thêm 2. Em 4 triệu bằng. Em phải 4 triệu mà cứ đổi thêm 2 triệu rồi. Anh cũng cần. Đấy rồi. Nhà cuối cân ngửa trước. Mở đi. 8. Cụ. 8 chết rồi. Ủa em 8 à? 8 thua. 8 thua, thua anh. Đây 8 có tinh rô bạn ơi. Ok. Thích nhờ. Bán nhà 8 mình thua em ạ. Đen không? Đen bình thường. Anh còn mất thêm 2 triệu đây này. Đen trước bỏ sau. Đây tôi là 2 triệu này nhá. Ờ con xem mấy triệu rồi. 2 triệu luôn. 2 triệu. Cô em có bỏ rồi không? Hết tiền à? Vào chứ không còn. Vẫn còn. Vẫn theo. Còn tiền. Đã nói rồi. Còn 1 triệu kia đánh đánh gì nữa. Người bạn em bảo hết tiền em nhờ từ cầm người bơm. Ôi là. Thế cơ. Được, em này được. Chịu chơi đấy. Bòn đấy. Đây, bòn luôn. Cái đấy đi, cái đấy sang nhà kia rồi mới đến em nhá, anh từ từ nhá. Đánh đi, đánh đi. Bỏ rồi. Bỏ đi. 2 triệu. Bao nhiêu? 2 triệu. Bằng mặt em kìa. Chị. Thôi. Nhà kia bỏ rồi. Thôi em đi có 2 nước bài, chán thế. Đấy. Bằng 7 nước nha. Em mấy? Em 7 thua, mà không thua do đi. Không thua do. Thế? Mày cũng mất 2 triệu rồi. Còn tiền không? Ít em. Còn 1 triệu. 1 triệu đánh gì? Mất em 30 đi. Hả? Mất em mượn 30. Thế bao giờ đưa? Tối nay đưa luôn. Đưa ở đâu? Đưa ở đâu, gửi ở đâu cũng được. Bên giường nhá. Bên giường à? Dĩ nhiên rồi. Thì không có. Uy tín không nhỉ? Nhá, không có tiền là anh giữ người đấy. Được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Đặt bàn xuống đi. 30 mà cũng 20. Từ từ đã. 30 luôn đi. Từ từ đã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đủ 30. Không cắt, không cắt sâu nhá. Không dư à? Không cần cắt sâu luôn. Không cắt sâu. Chơi bài đi. Nào vào. Tôi vào rồi đấy. Còn ông này chưa vào sao này. Ok đi. Vào đủ rồi, đủ hết rồi, đủ hết rồi. Đủ rồi. Tôi còn bơm tiền nữa đi. Cái đánh gì? Cái đánh 2 triệu. Em. Thế nhỉ? Không theo. Đấy, bỏ.
nước. Bao tiền? 2 triệu đúng không? 2 triệu. Đủ 2 này. Thêm cho 5. Thêm 5. Dọa. Bắt lại. Anh chả bao giờ anh dọa. 7 nước. 7 thì chết đi. 9 này. Ấy thì được. Đầu vào tìm con 9 thì phải thêm đi, đúng không? Tìm hiểu nhau tí. Thì đúng rồi. Tìm hiểu mà cái giá thì hiểu đắt quá. Làm chủ động vào gà nhá. Đừng có giả vờ quên gà rách ruột rách ruột đấy. Đếm gà cho. Gà này 2 triệu. Đủ rồi, cứ đếm. Đây một cái đi. Đủ rồi. Một cái, một cái. Đây, nó chia đi. Các bỏ hết thì tôi đánh với cái như thế này. Đánh mẹ ngoài đi. 3 triệu. Được ngoài đi, ok. Các ông bỏ hết đi. Cho tôi nhận 3 triệu nhá. Thôi. Thôi ông bên kia. Đánh 2 triệu này. Bỏ 3 triệu vào ông này này. 2 triệu. Ok chưa? Được rồi. 2. Em gái. Còn 2. Thêm 2 à? Mấy nước đấy? Thêm 2 còn 2. Cân. 2. Chết rồi, chết mình rồi. Đèn mãi được. Bỏ rồi. 7 bỏ rồi. 8. Bày bỏ hợp lý nhỉ. Quan kia. Bao nhiêu anh mấy? 6. 7. 7 mà cũng 7 là làm bài đang cao nhỉ. Khôn đấy. Cũng khôn đấy. Em nhỉ. Bỏ tiền vào. Đây. Đây anh nhìn khôn với gà vào. Đây 2 nhà, 3 nhà này. Rồi. Nhà rồi. Bốc cái. Ok. Đây để bốc đi. Bốc. Để bốc vô. Đây, bốc nhìn này. 3 triệu không? 4 triệu mẹ. 4. 3 triệu. Nào về. Chưa lên bài đánh phát 2 triệu. Em kìa. Bỏ. Đây, cũng bỏ 5 nước ăn được nhà này thôi. 5 nước sắp ăn rồi đấy. Đánh 2 triệu đúng không? Đúng rồi. 1 này, 2 này, bắt bằng này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, thêm 4 thôi. 3 nước đánh gì? Lật bài tôi được xem bằng dấu với ai? Tôi gà đâu. Chúng xem thoải mái luôn, 8 điểm đấy chưa? Đó nhỉ. Từng đoạn. Đây. Đây về đi. Đây gà này, không có gà đi. Đấy. Đây gà này. Ok. Chia đi. Bốc cho đàng hoàng vào. Bốc chế còn gì nữa, này bốc nhiều để dao đỏ ông ăn những cái dây ông đốt hết tiền của tôi. Ông làm cái gì bỏ. Lên tí to to nào. Bốc nhiều quá chứ. Rồi, hay quá. Bỏ rồi, lại cái. Ok, đi chưa? Gì? Em kìa. Còn anh em nào? Gắn trước thì em này. Anh bỏ đúng không? Bỏ rồi. Còn 2 nhà thôi, còn anh. Bỏ lên. Em cứ đánh đi, anh thích đánh bao nhiêu cũng được, thoải mái. Hết cả người, anh 2 thêm 3. 2 này thêm 3 rồi. 1 này, 2 này. Đó, ông đọc. Theo nữa không, có ăn nữa không? 3. Được, cứ vào đấy. Được. Mấy nước? Được. 9 này. Ui, 7 nước thì ôi, đánh bốc quá nhỉ. 7 được. 7 nước này thẳng rồi. Tôi để lại 42 triệu này. Ừ. 3 đấy, triệu đấy rồi. Mà hết đâu? Hết tầm hết. Đây không. Chưa hết. Đánh đi. Hết đâu. Bốc cái nhá. Em bốc. Anh bốc, em bốc, anh bốc phát. Em thì em từ nãy giờ bảo bốc thì em có bốc đâu mà đến lượt anh bốc thì em bảo là em bốc. Chả em thân đi. Bốc là cái gì? Đấy, bốc kiểu như này này. Bốc kỹ như thôi thì thằng nào bị được đúng không? Chia đi. Dán từ từ đánh 5 triệu. Cứ cắt cửa ghét. 1, 2, 3, 4, 6 triệu. 5, 6 triệu rồi. Ừ. Căng thế nhỉ? Đánh đi. Em ơi. Nào cái. Bao nhiêu? 5 triệu. 5 triệu. Đánh người đi ăn. Tôi cũng đi 2 triệu bằng 1 là vét làng, 2 là thua hết này. 2 triệu bằng 1 này. Chờ tí 5 phút nữa đang có việc bận nhá. Đấy, giờ từ từ. Mấy là cân nhỉ?
Ông đánh 2 triệu à? Đúng rồi. Xem bài chưa đấy? Xem chưa xem? Đã nhìn thấy gì đâu mà xem. Tôi đang vội bận này. Tôi đánh tù mù ấy chứ. Ừ, 2 triệu rồi con đúng không? Tôi 2 cây rồi đấy. Bằng đã. Bắt bằng. Bằng ganh 2 triệu này. Nặng lên 2 cây thì không dám nặng nữa ông ơi. Kéo 2. Em theo. Tôi nặng lên 2 cây thì không dám nặng nữa. Mấy triệu đấy? 4 triệu. Và thêm 2 đúng không? Nhà kia kìa. Tôi mấy triệu cân nhỉ? Đất 4 triệu à. 4 cân. Cả là có điểm rồi. 2 triệu vào. Ông 2 triệu là cân thôi. 2 thêm 2. Biết rồi, 4 triệu cân à. 1. 2 thêm 2. 2 triệu bắt bằng này. Đánh. À, từ từ anh đã. 2 triệu này. 3 triệu này. 4 triệu này. 5 triệu này. Thêm 5. Đó là 7. Ừ. Ông kia 7 triệu cân. Em 7 triệu cân kìa. Mấy nước mà cân? Mở đâu? Có. Đấy em mang 2 chục đi. 2 chục thì toàn 5 nhá. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Cho 5 nhá. 50 rồi. Ôi là 50 rồi. Ừ. Ba chục. Sao mà cứ lo thì bao đồng ấy nhỉ? Vừa ấy là bao nhiêu rồi? Vừa cà bao nhiêu rồi? 7 triệu rồi đúng không? 7 triệu, 7 triệu cân. 7 triệu là 5 triệu. 52 cứ đổi 2 nhỉ. 2 3 4 5 6 7 cân thôi. Thêm không? Không thêm. Tôi là mấy triệu? 5 triệu cân à? 5 triệu cân. 1 2 3 4 5 tôi thêm 2. Cái sai hay quá nhỉ. Tôi lại thêm 2 triệu. 1 2 2 triệu này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 em, 10 triệu. Em 10 triệu cân. 10 triệu cân. 12 triệu cân. Ờ tôi em đếm 1 triệu cân ra là bỏ con ra bỏ cả. Bỏ 1 triệu ra nữa còn 12 triệu đập vào đấy hết. Tại vì em mượn 20 người ta. Ờ. Đúng chưa? Thôi, kia người, chắc hai người tôi không theo được đánh căng. Bỏ đi. Bỏ thêm người ra để tính điểm. Nhà kia mấy điểm? Nhà kia vừa đánh mấy điểm? 6 điểm. 6 điểm trên. Đây ăn đây nhá, 9 điểm. Em người đi. Ui 8 chứ 10 ăn em. Từ từ các ông cứ bình tĩnh như nào đi. Đã nhìn mày thôi đâu mà. Đây này. To còn gì nữa? Liêng này chưa to. Chưa to. Yên đi nhỉ. Em mất mớ anh mất đi này. Mẹ. Sao thế được? Anh mất mấy chục thì mỗi em đâu. Tôi chơi nữa. Quý khách 1 triệu cái gì đây? Khóa 50 nhá. Tối nay đi với anh. Bay 50 rồi đấy. Cắn gì cắn đi. Cái video vừa rồi tôi có sử dụng cái con máy điện thoại đánh bài cao cấp nhất để mà quay và chia sẻ cùng với anh em. Thì nó có cao cấp nhất ở điểm nào? Thứ nhất là cái máy đánh bài thì các bạn biết rồi. Nó là dòng đánh bài hiệu quả nhất. Và khi sử dụng con máy đánh bài cao cấp này thì các bạn khi mà trộn bài hoặc là chia bài, các bạn không cần phải đặt bài xuống mà các bạn cầm bài trên tay, máy đã báo rồi. Đấy là cái đầu tiên. Mình sẽ để ở chế độ là chế độ loa ngoài mọi người nghe. Còn trong cuộc chơi vừa nãy là mình sử dụng tai nghe siêu nhỏ này này. Đấy, rất nhỏ bé tí ti thôi. Mình đút sâu trong lỗ tai một mình nghe thôi. Không dây, không giếc gì cả. Đấy nó bắt qua Bluetooth. Đấy mình sẽ chuyển sang cái chế độ là báo 4 nhà nhá, đúng không? Bắt đầu trò chơi này. Khi mà cầm bài trên tay này là máy đã báo rồi, chưa cần phải đặt bài xuống. Đây, để bên này. Đấy. Đây, máy báo 4 này. Mình bóc 4 cây ra này. 1, 2, 3, 4 chẳng hạn. Thì chia bài này, 4 người chơi. 1, 2, 3, 4. Chắc chắn là bài mình cao nhất rồi. Bài mình 6 điểm là cao nhất rồi. Đấy, thấy chưa? Đánh báo rất là chuẩn, cầm bài trên tay máy đã báo rồi là cái đầu tiên. Cái thứ hai là cái góc quét của máy này rất là rộng này. Máy đánh bài này. Vào cuộc chơi mình sẽ tắt cái này đi. Tắt cái này đi, đấy. Mình đặt bài đây xem nào. Đặt. Đây, từ từ đã. Tôi lấy. Tôi bật lên để tôi thấy, tôi xem là cái cam nó nằm ở đâu. Để đây nhá. Mình đặt bài đây này. Đấy. Này. Bật đây. Đây này, đi sang bên này này, đi sang bên này nữa này. Đấy, đi sang bên này nữa này. Bình thường. Bốc báo 1 đúng không? Báo 1 thì mình lại bốc 1 cây ra. Đây. Đấy. Để chế độ màn hình tối này này, chia.
8 điểm này. Đấy, 8 điểm cao nhất chưa? Chắc chắn 100% là cao nhất rồi. Đây anh em bây giờ sẽ để ở chế độ là màn hình nó tối cho các bạn thấy. Đấy. Đấy, máy bấm 1 này, bốc 1 cây này. Chia ra này, 1 2 3 4 4 5 6 này. Chuẩn tuyệt đối luôn, nhà này 9 điểm thì hỏng không? Hỏng hình rồi, đúng chưa? Đấy là cái hay của cái máy điện thoại đánh bài này. Máy điện thoại đánh bài nó gồm này, một con máy này. Con máy này mình nó ngụy trang vào con iPhone 8 hoặc là Samsung cũng được. Đấy. Một tai nghe siêu nhỏ. Tai nghe này mình đút vào lỗ tai để mình nghe máy nó báo như nào thì mình làm như vậy. Và mình đưa bộ bài của mình vào. Nhắc lại là cái máy này mình phải đưa bộ bài vào nhé. Còn bài thì nó hoàn toàn bình thường như bài ngoài chợ, nhìn nó nhìn như y chang như bài ngoài chợ luôn. Nó không có một cái dấu vết gì ở trên bộ bài này cả. Và không có cái cách nào để phát hiện ra bộ bài này cả, cho nên đánh rất là kín. Miễn làm sao các bạn đưa bộ bài này vào là được.